Chào anh chị em Hiệp Năm của đêm ngày 12 tháng 4 anh em. Tối nay Hiệp Năm thì em lên cho anh chị em một lô nịt màu đồng pha inox và đồng pha và một lô nịt đồng inox quên. Nịt còn đồng inox nữa. Và một lô nịt inox, một cái lô nịt đồng. Đầu like em cũng không quên là số điện thoại của shop 0911 337 139. Nếu anh chị em nào có nhu cầu cứ liên hệ dùm em ạ. Và anh em muốn mua đồ của Trâm Nguyễn thì chịu khó nha. Em biết anh em chốt cũng vất vả lắm, mê tuần này qua tuần khác, ngày này gọi điện cũng trượt, ngày sau cũng trượt, thì chịu khó đi anh em, cứ chốt hoài tới hết mùa đông năm nay thế nào mua được đồ, giờ tới cuối năm thế nào chốt được, cứ chốt. Rồi em lên dây nịt nha anh em. Đồng giá là 250 một sợi. Có những cái thì có hình cái này gọi là hướng đạo sinh, nhưng mà hàng chuẩn của Mỹ nha. Em đo chiều dài và anh em chốt theo mã giùm em này. Cái dây này là dài 114, dài nhất từ dưới chân em lên tới đây. Màu vàng cát, chốt cho em mã là mã 5, 250 một sợi. Rồi con đấy, con này là màu vàng trơn, nhưng mà ở đằng sau nó bạc rồi này. Vàng si thời gian là nó sẽ bạc như thế này anh em này. Lưu ý giùm em nha. Dây này màu đen dày. Có những dây, có một vài dây thôi nó mềm mềm. Con này dài 96, chốt cho em con này mã 7, số 7 à. Đồng giá là 250. Cái con này thì đây, anh em dòm kỹ giùm em cái đầu của nó này. Nhìn kỹ giùm em cái đầu ha. Ở trước này thì vi tính màu trắng, gọi là ACU. Dài dây là 110, chốt cho em mã 16. Cái dây lưng trắng hả? Chưa lên mà. Lên khi nào? Chưa lên dây trắng mà đã kêu chốt rồi. Tiếp một con hướng đạo sinh nha anh em. Đâu đã lên đâu rồi anh? Dây nịt em đã lên đâu, giờ mới đăng like mà. Rồi anh theo đi, chuẩn bị chút đăng lên vậy. Lên à. Dây này vàng cát nha anh em. Dạ, hay còn gọi là sa mạc cát. Anh em hay mua giày sa mạc là nó như vậy ha. Rồi dài dài 86, chốt cho em mã 10. Mã 10. Còn con này thì nó vàng khè, vàng khươm này. Nó này đồng gì này? Đồng gì mà kiểu nó đỏ đỏ nha anh em. Em lấy cục 500. Cục này 500 nó cũng không biết luôn. Rồi cái dây này thì có hai mặt này. Đầu bên này là dù, còn bên này nó chữ nha, nhưng mà mình xài cái mặt dù thôi. Mặt dù nó đẹp hơn. Rồi dài 100. Dài 100, chốt cho em mã 4. Mã số 4. Cái con này thì màu vàng này, trơn. Dây này màu xanh đen nha anh em. Dây màu xanh đen. Con này là dài 114. Chốt cho em con này mã 1. Mã 1. Rồi tiếp con này này. Hướng đạo sinh hả? Con này là giống đồng nguyên khối. Này là đồng nguyên khối mà nó có nghĩa là chất nó cũng pha một ít rồi. Rồi con này dài 66 12, 116 118. Chốt cho em con này mã 3. Mã 3. Cái này là em báo cáo anh em này. Tất cả dây nịt đồng đồ lính này là em bán là nó 3 phân hết nha. Không có 4 phân, không có 3 phân rưỡi đâu. Có một sợi này là 2 phân rưỡi này. Anh em nhìn phân biệt được không ạ? Con này 2 phân rưỡi, con này 3 phân mà hầu hết em bán là 3 phân không nha. Con này thì 2 phân rưỡi. Dây vàng cát. Dài của nó là 50, là 100. Chốt cho em mã 12. Cái đó mà dành cho nữ thì quá đỉnh luôn. Con này đẹp.
con này đẹp luôn hả? Mã 10, mã 10, mã rồi con này dài 114, chốt cho em mã này mã nhiêu? Mã 10 là mã số 5 hả? Mã 25 đi, không có trùng mã hả? Hay là có rồi không biết nữa. Thôi 35 đi. 35 không có trùng á. 35. 35 mã 35. Rồi một con này màu nâu này anh em. Ai đi vào siêu chùa vào tu thì chốt dây này này. Dây này màu nâu. Mã 6. Dài 112, chốt cho em mã 6. Mã 6. Tiếp một con này anh em. Dây màu đen xì nhưng mà nó mềm nhẹ nha. Dây này thì mềm với dây kia dày. Con này dài 96. Màu đen thui chốt mã 8 giùm em à. Màu đen thui chốt mã 8 giùm em. Dài luôn ạ. Con này người ta chốt rồi nha. Dây này dày này. Dây này dày nha anh em. Rồi cái này dài 96 luôn. Chốt cho em con này mã 9. Bây giờ em sang tiếp màu trắng à. Màu trắng này thì em báo cáo anh em là cũng có cái hút 500 và có cái không. Thì con này là dây xịn luôn này. Trên đầu có chữ đồng giá là 240. Dạ. 250. Dây trắng dày nha. Mà bốn cái gì anh? Con này là dài 116. Dạ, chốt cho em ơi. Con này mã 20. Dạ. 20 mấy đấy không biết trời. Dạ. 27 anh em. Mã 27 à. Chốt cho em mã 27. Có gì mai em gọi điện. Tiếp một cái nữa này anh em. Thế Vina 100 này anh đọc địa chỉ em gửi hàng ra. Bao hàng chuẩn bị cho anh em nha. Dạ, dây này dài 94. Chốt cho em mã 20. Dạ, dài 94. Mai cho siêu tập nữa thế. Về giặt giùm em cái em chưa có giặt được luôn này. Con 2.3. Đấy, con 2.3. Rồi lên cổng ship rồi lên tới nơi em trả 2.3 mấy chục ngàn trên ship đó là. Con này là dài 112. Anh màu xanh đen, màu xanh đen đậm nha, gần như màu đen luôn á. Chốt cho em mã 24. Chốt cho em mã 24. Đó. Cái này thì lại 500 nó không hít này. Cho nên em bán ngang nha. Anh em chốt thì hên xui. Đó, có chữ này. Tuần lễ phục hải 12 con. 11 con. Bên này là mặt rần ri nha anh em. Anh em chơi hên xui nha, được cái nào thì lấy cái đấy. Đồng giá là 250 chốt. Con này dài 110. Chốt cho em mã 12. Anh là 14 con, à 4 con phải không? Mã 12. Rồi, có một con này nữa này. Cái này là thủy quân lục chiến, cũng không hít, 500 không hít nha. Đây là cái kim băng của em này. Mặt này màu xanh, mặt này màu vàng. Anh em có thể dùng hai mặt vô tư à. Mà anh giờ anh xả mã nào anh biết đường chứ. Rồi con này là dài 104. Dây này mềm nhẹ và chắc nha anh em. Chốt cho em con này mã 22. Mã 22. Có cái này là dành cho nữ này à, màu hồng rần ri hồng ha. Có hai mặt luôn. Con này cực dài luôn. Sao mà nữ có to vậy ta? Nữ mà có to vậy hả? Rồi dài 114. Dài 114. Nam hay nữ chơi tuốt. Chốt mã 17 nha anh em. Chốt mã 17 cho em. Tiếp một cái này nữa nha anh em. Cái này 500 cũng không hít luôn. Con này là dây màu kem. Dây màu kem kem. Màu vàng vàng mà cà phê sữa chứ không phải kem nữa. Dài 17-14. 14 là 8 nữa là bao nhiêu? 7... 182. Dài 182. Cái dây này là địch nhất đấy. Chốt cho em mã 19. Dài nhất. Rồi tiếp một con này màu trắng nữa nha em. Màu trắng nữa này.
em đạp từ nãy giờ lên giờ rồi, cái này là lộn đầu rồi, dây này là phải ráp với đầu màu vàng. Con này là mã 21 rồi. Con này nha em, con này màu nó buồn buồn này, giống nhôm này, cũng không hít luôn. Con này có chữ râu, con này có chữ râu này, con này có chữ râu nha em. Dài 118, dài 118, chốt em con này mã 13, 118 chốt mã 13. Đồng giá là 250 hết à. Cái dây này nó sản xuất bị lỗi một chút, cái viền bên này nó lằng lạc. Dây này màu trắng anh em. Dây này dài 110, chốt cho em mã 14. Mã 14 nha anh em. Mã 14. Rồi cái con này màu trắng luôn này. Con này là dài, dài chỉ có 94, chốt mã 18 giùm em. Anh ơi, anh vào coi cho kỹ đi anh ơi. Mã 18 giùm em. Rồi tiếp một con này nữa nha anh em. Ở đây nó trùng lỗng này. Dây này màu xanh đen. Rồi dài 1 mét, dài 92. Chốt cho em con này là mã... mã 50. Chốt mã 50 giùm em. Rồi tiếp một dây này màu xanh đen nữa nha em. Con này dài có 92. Chốt mã 51 giùm em. Chốt giùm em mã 51 ha. Luôn. Rồi còn hai sợi duy nhất nữa thôi. Đây. Dạ chưa nha. Đây là đơn hàng cũ đấu đầu ra mới đó. Con này một bên rần ri và một bên dạ, màu dạ, này dạ. Nha em. Bên màu cổ úa. Rồi dạ. Dài 96. Chốt cho em con này mã 11. Dạ, dạ. Anh em có thể đổi hai mặt được ha. Tiếp một con này nữa này. Alo ạ. Con này mềm, dài 104. Dài mềm nha em. Chốt cho em con này mã 15. Xài hai mặt rồi. Em xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi video của em ha. Chúc anh chị em thành công và chúc anh chị em ngủ ngon tối ngày 12 ha. Tối nay chắc em lên từng video này, không biết có kịp làm tiếp. Nếu kịp em làm tiếp nha. Em xin phép chào.